đây là cái mã mời của mình ha. thì anh em lưu ý là khi mà anh em à, khi mà anh em đăng nhập vào cái link của mình á thì lúc đó nó sẽ hiện ra một cái yêu cầu là anh em cần phải nhập cái mã mời của mình vào. thì anh em sẽ nhập cái mã mời của mình thì mã mời của mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. đó thì anh em sẽ xuống anh em copy hoặc là anh em join vào cái nhóm telegram mình có để cái mã mời của mình anh em copy cho dễ ha. thì anh em sẽ đăng nhập vào. lúc đó anh em mới đăng ký được tài khoản nha. hello xin chào tất cả các em đã đến với kênh Phong emo. Thì tiếp tục hôm nay mình chia sẻ cho anh em một chương trình AirDrop à, đến từ dự án XBET ha. Thì à, để tham gia cái chương trình AirDrop này á, à, anh em cần à, phải có cho mình một cái tài khoản à, sàn OKX ha. À, thì những anh em nào chưa có tài khoản sàn OKX thì anh em xuống phòng mô tả video. Mình có để cái đường link đăng ký cũng như là video hướng dẫn anh em cách đăng ký và xác minh sàn ha. Thì à, à, anh em phải có tài khoản sàn thì anh em mới tham gia được cái à, chương trình AirDrop của cái dự án XBET này. Thì dự án XBET này nó sẽ cho mình khai thác à, cái đồng à, Coi XBET của nó ha. À, và đây là một cái dự án thuộc uh, mạng uh, dạng là như game đây nha. Đó. Thì uh, anh em sẽ vào cái phần uh, ví Web3 cho mình. Rồi. Uh, sau đó anh em sẽ uh, kéo cái biểu ngữ ra này nè, anh em sẽ thấy cái biểu ngữ là bắt đầu chơi Xbet ngay thông qua ví OKX Web3 ha. Anh em bấm vào đây. Rồi, tiếp tục anh em bấm sẽ login with OKX wallet ha. Anh em sẽ đăng nhập vào rồi anh em sẽ xác nhận ha xác nhận kết nối ví rồi anh em sẽ xác nhận mật khẩu của mình rồi bấm xác nhận này đó thì nó sẽ ra cái màn hình như thế này thì đây chính là cái giao diện của cái uh, aerop này ha thì uh, để có thể là nhận cái aerop mà để cho cái con bét này nó đào cho mình uh, khai thác được uh, thì anh em đầu tiên anh em phải làm cái nhiệm vụ để anh em sẽ nhận những cái uh, cái đồng uh, tiền ở đây ha bên tay trái này thì anh em sẽ tham gia cái này và anh em sẽ nhận được là 50 cái đồng xu này. À, tương đương với 26 đô. Thì 26 đô này chính là cái giá trị à, à, tạm tính à, nha. Còn khi nào dự án chính thức à, nó có giá trị thì lúc đó mình mới biết được giá trị của nó là bao nhiêu. Đó. Rồi, thì trên này anh em có thể là à, để có thể là nhận được cái điểm à, xu này thì anh em sẽ vào cái bấm vào cái phần khét này, khét này thì anh em sẽ liên kết với tài khoản Twitter của mình ha thì nó sẽ xuất hiện một cái tài khoản, uh, nó sẽ xuất hiện một cái yêu cầu uh, bắt anh em phải liên kết với tài khoản twitter đó. thì sau khi anh em uh, liên kết và đăng nhập vào twitter uh, thì nó sẽ kêu là XBET muốn login uh, truy cập vào tài khoản X của bạn ha, thì anh em sẽ bấm cho uh, phép ứng dụng ha. sau khi anh em đã đăng nhập thành công với cái tài khoản twitter của mình uh, thì uh, anh em bấm vào Kết ở đây anh em sẽ có những cái nhiệm vụ trên đây, thì anh em sẽ tiến hành làm cái nhiệm vụ trên đây để anh em nhận thưởng cái cái đồng XBET của nó ha. rồi ở trong phần store này thì uh, chính là cái cửa hàng Đó, ở trên đây anh em có thể là dùng cái đồng cái bếp này để mua những cái vật phẩm Đó, như là đùi gà thức ăn ở trên này ha rồi ở cái phần đây là cái phần bay bếp là anh em cũng sẽ dùng những cái đồng xu này anh em sẽ mua những cái con bếp trên đây Đó, thì sau này còn những con bếp trên này là nó cũng sẽ khai thác cho anh em nha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm nhiệm vụ nha rồi anh em vào cái phần khét nè. Đó, anh em sẽ bấm vào cái chỗ lại đầu tiên là nhiệm vụ Xbet ga Hero ha, anh em sẽ follow. Follow Twitter này rồi like retweet ha. Rồi uh, reply với text. Đó thì anh em sẽ trả lời cái dòng tin uh, tweet của nó luôn. Ha. Rồi bây giờ bấm follow nhiệm vụ đầu tiên này, follow nè. Thì trên đây uh, chủ yếu là nó sẽ cho mình làm những cái nhiệm vụ liên quan đến Twitter ha, anh em phải có cái tài khoản Twitter. để anh em tham gia rồi anh em quay ra. Đó. Tiếp tục. Bấm vào claim ha. Đó. Khi anh em bấm vào nhiệm vụ này. Anh em bấm claim cho mình. Nhận qua nè. Đó. Như vậy là mình đã nhận thành công. Đó. Rồi anh em quay ra. Vào cái khét lại ha. Anh em sẽ làm nhiệm vụ cho mình. Tiếp tục. Claim chết on Twitter ha, bấm vào open. Đó, thì để để mở được cái này thì anh em phải bấm cái nhiệm vụ trên đây trước, anh em bấm go này. Reply trả lời với một cái dòng test à, hơn 16 ký tự ha và bao gồm ít à, bao gồm cái chữ ít để mở mở hộp quà. Đó thì anh em phải trả lời một cái câu nào đó mà trên 16 ký tự nha. Đó. Thì anh em bấm vào trong đó có có cái khoản XSS nữa. Rồi. Ở bài đăng này thì anh em xuống đây anh em bấm tim một cái này, sau đó anh em sẽ trả lời. 16 cái tự nha. Thì anh em sẽ trả lời một vài câu đó, thì những cái tin nhắn của anh em phải có ít nhất là 16 ký tự. Đó, trong cái câu đó nó phải ít nhất là 16 ký tự ha. Rồi và nó phải có cái chữ xpx ở đây nữa. Rồi anh em bấm trả lời cho mình nè. Bấm trả lời nè. Đó. Như vậy là xong. Nha. Rồi. Anh em sẽ quay lại. Đó. Anh em sẽ bấm vào lem chết lại nè. Rồi bấm open. Đó. Như vậy chúc mừng ha. Bạn đã nhận được một burger nè. Đó bấm phim nha đó rồi thì những cái nhiệm vụ nào mà nó còn trên đây thì anh em uh, tiếp tục anh em bấm vào anh em làm ha follow nè đó follow rồi anh em bấm vào đây anh em tiếp tục anh em follow cái xbet test dưới bấm theo dõi nè rồi quay ra đó. mỗi lần quay ra thì anh em sẽ bấm vào cái nhiệm vụ nó lại anh em làm lại ha rồi bấm vào like retweet retweet nè rồi bấm vào đây like retweet rồi em kéo xuống đây anh em bấm like retweet ha bấm like là còn bấm trái tim nè rồi bấm hai dấu mũi tên nè bấm đăng lại ha đó rồi quay ra đó, bấm lại vô cái nhiệm vụ này, tiếp tục nè. reply. À, ít nhất là 16 cái tự này, bấm vào. Ga hero ha. Đó, rồi anh em cũng sẽ trả lời. Ga hero ha. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời này, bấm vào cái uh, tin nhắn này. Đó, anh em cũng trả lời cái câu này ha. Rồi bấm trả lời. Đó. Rồi anh em quay ra. Anh em vào lại cái nhiệm vụ đó ha. Đó. Rồi tiếp tục anh em kéo xuống reward này, anh em sẽ nhận quà ha, bấm vào à ba sát này. À ba ba bay Đó. Đó như vậy là thành công nha. Như vậy nhận quà thành công rồi đó. Rồi anh em quay ra. Rồi bấm lại cái khét đây thử. Đó. Rồi tiếp tục anh em bấm vào new buy teaser ha Anh em follow Đó, Làm tương tự những cái nhiệm vụ tiếp theo ha Bấm vào Rồi bấm vào turn on nè nó thì theo dõi rồi ha quay ra Bấm vào Tiếp tục bấm turn on Xbet test profile ha bấm vào Đó. Rồi quay ra. Rồi bấm lại ha. Anh em sẽ bấm lại cái nhiệm vụ này á. nhiệm nội New Buy đó. Rồi tiếp tục Live Retreat. Bấm vào Go. Rồi, anh em sẽ bấm like ha. Sau đó bấm vào mũi tên này hai mũi tên sau đó bấm đăng lại cho mình đó rồi quay ra rồi anh em bấm vào cái nhiệm vụ nearby này sau đó bấm chết nè đó như vậy xong ha sau đó anh em bấm mở que này open đó thì ở đây nó có cái phần quà cái hai uh, cái phần quà luôn phần quà đùi gà với lại là năm năm mươi cái đồng ít bét nè đồng xu nè rồi anh em bấm cần anh em chọn ha Chọn một trong hai thì anh em sẽ chọn cái phần à, 50, 50 đồng xu ha, bấm vào confirm phim. Đó. Như vậy là xong. Đó. Như vậy là mình đã nhận được 50 cái đồng xu này. Trong tài khoản này em bấm vào profile đi. Đó. Anh em thấy không? Có nghĩa là hiện tại là mình đã nhận 50 cái đồng BBS nha. À, đây là mình mới cái nhận đồng BBS thôi. Còn à, sau này á nó nó có thể là nó sẽ quy đổi sang cái bếp này sang ít đó trước mắt là mình nhận cái đồng xu bếp trước ha thì đồng xu bếp thì hiện tại là 50 đồng xu là tương đương với 24 đô này thì đây là cái giá à, nó hiện tại nó ghi tạm thời vậy thôi ha đó còn sau này á khi mà nó được quy đổi hay như thế nào sang bếp bếp thì mình cũng chia sẻ cho anh em sau thì trước mắt anh em làm nhiệm vụ để kiếm cái đồng bếp này trước nha rồi để mời bạn bè thì anh em bấm vào cái invite friend phần, trên đầu cùng này đó anh em sẽ copy cái đường link này, ha, copy cái mã code này, đó chia sẻ, chia sẻ cho bạn bè ha, đó, rồi à, ngồi ra thì anh em chỉ cần phải, à, bạn bè của anh em cần phải có cái tài khoản Twitter, đó thì khi mà chơi con game này thì à, anh em sẽ copy cái mã mời này để chia sẻ chia sẻ cho bạn bè, đó đây là chính là con bet mình đã nhận được ha và phần setting xem, Đó, hiện tại là mình đã link cái Twitter tài khoản Twitter thành công này, nha, đó. Rồi, đây là cái mã mời của mình ha. Thì anh em lưu ý là khi mà anh em à, khi mà anh em đăng nhập vào cái link của mình á, à, thì lúc đó nó sẽ hiện ra một cái yêu cầu là anh em cần phải nhập cái mã mời của mình vào. Thì anh em sẽ nhập cái mã mời của mình, thì mã mời của mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Đó, thì anh em sẽ xuống anh em copy hoặc là anh em join vào cái nhóm telegram mình có để cái mã mời của mình á, anh em copy cho dễ ha. Thì anh em sẽ đăng nhập vào, lúc đó anh em mới đăng ký được tài khoản nha. Rồi ok, thì như vậy anh em nha, thì. Video đến đây xin kết thúc ha. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một nút like để ủng hộ video. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm một nút đăng ký và chọn một chuông phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.